Hoa hậu 2K2 Ý Nhi phát biểu, trong khi các bạn uống trà sữa, dành thời gian để ngủ thì em đã là hoa hậu. Hoa hậu vô duyên nhất Việt Nam chia sẻ, thay vì bạn bè đồng trang lứa với em họ chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì em đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Em nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là một hoa hậu rồi. Nàng hoa hậu vừa đăng quang sinh năm 2002 tại Bình Định. Cô sinh ra và lớn lên trong gia đình đủ đầy kinh tế, bố cô hiện đang làm giám đốc của một công ty xây dựng, mẹ cô ở nhà nội trợ. Hồi bé, cô là cô bé mọt sách, chỉ chú tâm học hành. Cô là học sinh giỏi nhiều năm và luôn gương mẫu trong lớp. Thời phổ thông, cô cũng từng đạt học sinh giỏi nhiều năm liền, là thành viên câu lạc bộ nghệ thuật của trường đại học quốc tế. Bên cạnh việc học, cô làm mẫu ảnh, diễn thời trang cho các trường đại học. Tuy xuất thân trong gia đình khá giả nhưng cô chưa bao giờ ỷ lại. Nàng hậu luôn cố gắng học tập, trau dồi để phát triển bản thân. Người đẹp sinh năm 2002 cho biết trong tương lai, dù có tiếp quản công việc của bố hay có hướng đi riêng cho mình, cô vẫn sẽ khắc ghi những điều tốt đẹp được học tập từ bố và tỏa sáng theo cách của mình. Tối ngày 22 tháng 7 năm 2023, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Miss World Việt Nam 2023 được diễn ra tại bán đảo Hải Giang, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, sau 3 tháng tranh tài, cô đã xuất sắc đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Tân Miss World Việt Nam 2023 có gương mặt sắc nét, ưa nhìn và vóc dáng thon thả như một siêu mẫu. Người đẹp cao 1,75m, số đo 3 vòng lần lượt là 79, 59, 89. Cô gây ấn tượng với khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, vẻ đẹp ngọt ngào và được đánh giá hội tụ hài hòa các yếu tố ngoại hình, học vấn và kỹ năng sân khấu tốt. Trong đó, cô được đánh giá là thí sinh có câu trả lời tốt nhất trong phần thi ứng xử đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023. Cô cũng là thí sinh có kỹ năng trình diễn, phong thái tự tin khi đứng trước đám đông, lối giao tiếp, ứng xử tốt cùng khả năng nói tiếng Anh khá hoàn thiện. Với kết quả này, Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường Miss World 2024. Không ai khác, Hoa hậu 2K2 phát biểu gây sốc, trong khi các bạn uống trà sữa, dành thời gian để ngủ thì em đã là Hoa hậu. Em nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là một Hoa hậu rồi. Hoa hậu, Huỳnh Trần Ý Nhi.